Cá ngừ bà con ơi, bà con ta biết cá ngừ hết rồi phải không bà con? Vì cá ngừ là nó rất tốt và nó tốt nhiều cho sức khỏe của người ăn cá ngừ, chẳng phải không? Nhưng mà riêng những người này vui lòng đừng ăn cá ngừ nha bà con. Ăn cá ngừ vào thì chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Vì những người và bệnh thế này vui lòng đừng ăn cá ngừ. Đó là người có hệ thần kinh, tim, mạch. Trẻ em 5 tuổi trở xuống, 4 tuổi, 3 tuổi, 2, 1 ấy. Lớn tuổi từ 70 tuổi trở lên, dị ứng. Người đang mang bầu, phụ nữ đang cho con bú, hen, xuyễn, rối loạn tiêu hóa, vui lòng đừng ăn cá ngừ để cho nó tốt cho sức khỏe của mình và nó tốt cho căn bệnh của mình. Đó là những người bị hệ thần kinh, những người bị tim, mạch, 5 tuổi trở xuống, lớn tuổi từ 70 tuổi trở lên, dị ứng, người có dị ứng, phụ nữ đang mang bầu, phụ nữ đang cho con bú, những người hen, xuyễn, rối loạn tiêu hóa, vui lòng đừng ăn cá ngừ để cho nó tốt cho sức khỏe của mình và nó tốt cho căn bệnh của mình. Còn ngoài ra, ăn cá ngừ nó tốt là nó tốt cho tim, mạch, tốt cho xương, khớp, ngăn ngừa ung thư, có nhiều chất đạm, vitamin D, bột pho, nó làm giảm ngứa, giảm sưng đỏ. Nhưng mà nó tốt thì chúng ta không phải ăn bao nhiêu cũng được. Ăn bình thường như các loại cá khác, mỗi bữa ăn một tuần, ăn 6 ngày thì nghỉ một ngày. Chúng ta cứ ăn bình thường thôi, như những loại cá mình hay ăn, vì nó quen vậy rồi, cơ thể mình quen rồi. Chứ thấy tốt chúng ta ăn quá nhiều là dục tốc bốc đạt, nguy hiểm hiểm nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, sao chuyện xin chào.